Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Vậy là lúc 11 giờ trưa nay thì phải, đã chính thức mở cái tiền hóa Mega S5 Mega Mu Chu X. Còn bây giờ thì mình bắt đầu mới đi làm về và vào trong game để quay clip này. Với Mega Mu Chu X thì mình cũng đã coi như là đủ cái nguyên liệu rồi. Ở phần phôi này chỉ còn thiếu cái đá xanh thì tí nữa mình sẽ reset trang bị của một vài con là có thể đủ thôi. Sau khi nâng nó lên là mình sẽ chỉ còn đó 558 mảnh vạn năng đỏ. Và nghe nói là Mega Mu Chu X đã mở ZMU 4 rồi, giống như ở bản tiếng Anh. Thế nên lại phải tốn kém tiếp mà nâng ZMU 4 của S. Có vẻ khoai phết đấy. Là 408 mảnh của nó và 408 mảnh S cộng khác nữa. Chắc có thể là chưa lên được nổi đâu. Mega Mu Chu X thì với Mewtwo này hôm qua thì mình đã tốn kim cương để là đủ tất cả 6 chỉ số lên 31 rồi. Mình trước khi mà 31 của cái công đặc biệt này thì mình đã ngó là cái tốc độ của mình lúc đó đang là 9200. Sau khi đạt cái công đặc biệt này lên được đúng 31 phát thì nó lên được khoảng tầm 10200, tăng lên thêm 1000 cái tốc độ nữa. Tức nghĩa là sau khi bạn đã được tất cả 6 chỉ số này lên được mốc 31 thì bạn sẽ được cộng thêm khoảng 5% 6 chỉ số chính. Và chỉ mỗi một cái mốc công đặc biệt này thôi lên được mức 31 này thì mình đã tốn đến khoảng 30.000 kim cương. Công nhận sót kim cương thật. Và đây là Mewtwo mình sẽ tiền hóa lên bây giờ. Với chip với cả đá bùa thì mình chưa trang bị gì cả. Và sau khi tốn rất là nhiều thời gian để chuyển các đồ từ Pokemon khác sang thì bây giờ mình cũng có thể là nâng Mewtwo để tiền hóa lên Mega Mewtwo X được rồi. Bắt đầu vào tiền hóa thôi. Và mình đã nâng lên đó là 1 triệu dự chiến để lúc mà tiền hóa lên nhìn nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ siêu cấp. Tinh. Thế là có một ES mới. Có lẽ ES này mình đầu tư nhiều hơn so với cả của Mega TNC đợt trước. Bụp. Thế là nó lên 1.678.000 lực chiến. Và có thêm một cái danh hiệu. Danh hiệu này là bạn đã có cái khung của Mega Mu Chu X rồi. Và ở trong cái server của mình đây thì Mega Mu Chu X của ai nhỉ? Mình đã được vươn lên đầu với 1.678.000 lực chiến, hơn người thứ hai là 687 này, với tốc độ là 28.000, công vật lý 717. Người tiếp theo là tốc độ 26.000, công vật lý 672. Còn mình thì là tốc độ 26.000, công vật lý 706.000. Có vẻ là hơi kém, không biết tăng hơn những người chơi hơn người chơi lực chiến ở cái khoản nào. Chắc ở khoản giảm thương sát thương thì 717 cao hơn mình rất là nhiều. Mình có 706 thôi. Thế nên là nếu mà công vật lý Pokemon nào kém hơn Mega Mu Chu X thì Mega Mu Chu X sẽ được đánh trước. Và sau một hồi lại chỉnh sửa tiếp thì bây giờ mình đã nâng Mewtwo của mình lên 1.712.000. Và bắt đầu test thôi. Mình sẽ đi với cái đội hình mà những Pokemon siêu của mình là chính, siêu và giác đấu. Tốn khá nhiều thời gian rồi. Hiện tại bây giờ mình đang đứng bay xuống hạng 7 rồi. Siêu giác đấu. Lúc này thì để Mega Mu Chu X ở dưới ra Magenta thôi. Rất là nhiều hệ siêu. Cuối cùng là đồ của hệ siêu xong là phải chia bớt đều ra. Cũng lên được 8 triệu 1. Trước đó thì có một người đây, hạng 2. Họ đã nâng lên được Mega Mu Chu X và đánh bay một số người xuống dưới rồi. Bây giờ bắt đầu đập lại từ đầu ấy nhỉ. Lên hạng 5 trước đã. Để ở dưới. Bắt đầu chiến với 8 triệu 1 lực chiến. Trận đấu loát nhanh lắm. Có thể là mình sẽ leo được lên hạng 5. Đây, với việc đi trước đây. Đập được 2 phát cửa. À đúng rồi. Bởi vì mình đang có Masadao hỗ trợ. Masadao thì nó sẽ giúp cho Mega Mu Chu X là giác đấu. Là khi mà tấn công địch mà đợi địch không đỡ được thì sẽ có thêm 50% tỷ lệ đi thêm một lần nữa, đánh thêm một lần nữa. Bên kia có Shiny Mega Gardevoir. Và vừa rồi là kết thúc một cái lượt hành động. Thì sắp tới là có cái bảo vật vàng của Shiny Mega Garde, là cái bảo vật đó sẽ giúp cho Mega Mu Chu X bên bạn đầy cột nội nhanh hơn. Mình dự tính là sẽ có thể đổi sang cái bảo vật đấy. Nhưng mà khi hai con Mega Mu Chu X đọ nhau thì cái bảo vật đó so với kiếm VIP 15 thì nó cũng sẽ không bằng được.
bên mình nó bắt đầu là tàng hình rồi đây. Đập được khá nhiều đấy. Và bây giờ đâu đồ ulti. Thế là đập được Necroma ở không Mio-Jin à. Mà Mio-Jin sau khi cái chết sớm thế. Hai mega mục trích đọ nhau. Bên nào mạnh hơn thì tỷ lệ giành chiến thắng tốt hơn. Cùng là không chết con nào cả. Thế là bị dính ấy rồi. Cái núi đá rồi. 35 triệu bay luôn cái núi đá. Bạn nuôi Mega Mewtwo tốt là coi như cái núi đá này cũng ổn hẳn lên luôn. Bị Mega Mewtwo đập bay luôn. Còn để cho Necroma lên hàng trên để nó vẫn còn bắn được. Nhưng mà có lẽ là quả vừa rồi chết mất bên kia rồi. Xong. Hai con tấn công. Lên hạng 5 đã. Bây giờ bắt đầu những đối thủ khó hơn. VIP Kotaro 9 triệu 4 với cả cái team sắc đẹp. Nhìn là biết là khoai rồi. Nếu mà không thành chiến thắng được thì chắc là phải cho thêm Raimon Kyo vào mất. Cũng lại một trận đấu loát rất là nhanh. Cũng không hề lâu đâu. Nói chung là bây giờ với thời kỳ của Mega Mewtwo rồi thì nó cũng khác biệt rất là nhiều. Nhưng mà nhìn với đấu với cả sắc đẹp là một trong những team mà đáng sợ. Vừa vào phát là mấy cái bẫy nó đã làm cho Luala của mình nhá chết luôn. Masada cũng gần chết. Cực kỳ là nguy hiểm. Vừa rồi thì là Necroma bị khống chế rồi này. Mioizin thì cũng đã hồi sinh lại cho Luala rồi. Thế nên là cũng không có hồi sinh lại được lần nữa dành cho con Necroma của mình đâu. Thì đấy là một cái điều rất là đen. Team đất đá sắc đẹp là một cái team khống chế rất là cao. Vẫn phải cần là ai nhỉ? Vẫn nên cần Raimon Kyo vào. Vừa mới lượt 2 thôi. Chết xứ luôn. Cả Necroma luôn này. Thì với việc bạn đã có Luala ở trong team nhá, thì bạn sẽ không thể hỗ trợ được thêm dành cho Necroma của vừa rồi. Một cái kháng tử. Chà chà, trận này thua, có lẽ là thua tức tưởi rồi. Liệu có thể nhờ được Mega Mewtwo mà giành được chiến thắng trận này không? Với một mình nó, rất tiếc ulti đã bị vướng núi đá rồi. Đập không vỡ núi đá được. Cuối cùng cũng đã vỡ. Luada đã chết và ulti con nào đây? 32 triệu này. Magena ở thì cũng được, chết một con. 25 triệu, đam rất là to. Thì có thêm Shiny Mega đây trong thời gian sắp tới nữa thì Mega Mewtwo nó sẽ cực kỳ là ổn này. Còn nếu bạn lên được Z4 thì Mega Mewtwo với việc là có thêm đầy ấn như thế kia phát sẽ tự động ra đòn tuyệt kỹ luôn. Liệu có thể đập chết được không? Con nào tiếp theo đây? Chết. Thì có thể là với việc bạn cứ đập từng con một như thế này đi. Thì bạn có thể giành được chiến thắng. Không biết đâu, hên xui lắm. Nhưng mà chết đi được hai cái con đặt bẫy quan trọng của team địch rồi. Còn lại Mega TNC, Shiny Mega Tiraita thôi. Trong đó Shiny Mega Tiraita thì nó cũng hết cái quả kháng tử của nó rồi thì phải. Không, lại một quả núi nữa. Còn mỗi da Magenta để bổ trợ thôi. Và Mega Mewtwo của mình đã hết đi cái ấn của nó rồi thì lúc này nó bị yếu đi. Ôi xong, tạm biệt. Còn lại bộ đôi này thôi. Phải tích ấn từ từ thì sát thương gây ra mới mạnh được. May quá núi đá nó vừa mất. Nhưng mà lại bị khống chế mất rồi. Tập của 94.000. Không ổn, lại bị dính hiệu ứng câm lặng rồi. Một trận đấu đã bắt đầu nhây rồi. Liệu Mega Mewtwo X của mình có thể là lại bị khống chế tiếp. Bây giờ con nào mà giết được Mega Mewtwo X của mình ấy thì là nó sẽ lôi vào trong cái đấu trường của nó luôn. Thì lúc đó thì có thể đập được một con. Nếu mà giả sử mà con Shiny Mega Tiraita chẳng hạn này. Đây, Mega Mewtwo đã chính thức tử trận rồi.
nhĩ đen lại ăn đòn tiếp. Thì với team sắc đẹp này thì chưa thể sử dụng đội hình như này được rồi. Chắc phải bỏ Lua La ra ngoài đấy, để bay mất xác luôn. Mà chưa còn chưa kích hoạt cái đấu trường Suda đỏ của nó nữa cơ. Chà chà. Ép thua. Thì như các bạn thấy, nếu mà Lua La mà có trong team của mình chết nhanh như vậy rồi thì có nên cho vào tiếp không? Bởi vì như vậy nó sẽ rất là tốn cái hồi sinh của Mew Origin. Vậy nên là mình chỉ chơi được có 3 hệ siêu thôi, là Necroma, Mew Origin với cả Mega Mewtwo X thì nó sẽ ổn định hơn. Còn bây giờ phải cho thêm một Pokemon vào thì Masada vẫn có thể cho vào thôi. Còn Lua La vào thì cũng hơi không ổn lắm. Thì mình sẽ cho Raimondo vào vị trí này để tiếp tục chiến đấu tiếp. Trận này thì mình nuôi lại Raimondo thì hy vọng nó cũng sẽ không chết sớm. Và vừa vào nó bị dính mất cái hiệu ứng mê hoặc rồi. Và với cái tốc độ cao thì đương nhiên là mình sẽ được ưu tiên đi trước. Nhưng mà Masada như các bạn thấy đây, vừa vào phát trận chết luôn. Để nó đấm cho một quả xong rồi kết thúc. Còn Raimondo chết luôn. Necroma cũng đang ở trong trạng thái gần chết. Phải công nhận là cái bẫy của cái team sắc đẹp nó làm cho cái Pokemon của mình chết nhanh quá. Phải có thêm Shiny Mega Day nữa để có thể là giúp cho chống được mấy cái sát thương thực như vậy nữa, để có thể đỡ được ấy, thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Vừa vào trận mất ngay hai con quan trọng rồi. Đây là Necroma của mình nhá. Còn đã chết rồi đấy. Liệu trận này thì sẽ như thế nào? Đập Mew Origin à? Chẳng đập được rồi. Lại còn bị biến hình chuột nữa cơ. Mew Origin đồ nuôi chắc khác biệt rất là nhiều. Đây, và Necroma chính thức tử trận. Thì đấu với cả một cái team sắc đẹp như thế này thì thực sự là nó sẽ rất là khó khăn dành cho cái team của mình. Thì bước sắp tới nếu mà cảm thấy team không ổn thì mình sẽ chuyển sang đó là cái team tiên đất đá kẹp vào. Nhưng mà cứ cảm tưởng sau cái Necroma vừa vào ở trong cái trạng thái cuộc sống bất tận của Mew Origin mà chết luôn đấy. Đáng ra nó phải sống trong 2 lượt mới đúng chứ. Mới có lượt 2 nó vừa chết xong rồi là hành động xong chết luôn. Quá là bất ổn luôn. Giá cứ sao sao ấy. Thì trận này thì như thế nào đây? Với 3 Pokemon đang ở hàng trên. Mega Mewtwo cũng đã được gần đầy ấn rồi. Liệu đến được hành động tiếp theo của Mega Mewtwo để ulti được một phát không? Theo như trình tự thì Mega Mewtwo của mình đang có cái tốc độ cao hơn để đi trước. Hên xui ăn một quả khống chế nào đó thì chịu thua thôi. Ulti rồi, con nào sẽ chết đây? Shiny Mega Tyranitar cũng mất đi cái trạng thái kháng tử của nó rồi, cũng chết. Coi như là mất đi cái núi đá rồi. Thì cứ dần dần như thế này, cũng không có con nào có thể là gây nguy hiểm dành cho Mega Mewtwo nữa. Thì mình sẽ skip để xem có vượt lên được không. Thua. Yeah. Nhất là Necroma tự dưng chết một quả ở lượt 2. Đen thật. Và trận đấu cuối test với cả Mega Mewtwo trong cái ngày hôm nay là lại cứ thế thay thế dần dần. Đợt này thì mình vứt tạm con Mega TNC của mình vào, mặc dù nó bị lôi hết sạch đồ ra rồi. Thì với thêm cái tường của Mega TNC thì sẽ giúp cho team nó đỡ khổ hơn ở cái quả bẫy lúc đầu. Và trận đấu đã bắt đầu. Nói chung là bây giờ đấu với cả cái team sắc đẹp thì là team mình nó sẽ bị yếu thế hơn. Còn nếu mà kết hợp thêm với Shiny Mega Gardevoir thì sao? Nhưng mà ít ra thì vừa rồi thì nó cũng đã giúp cho mình có một ít đỡ một ít bẫy. Nhưng mà Mega Raimondo như các bạn thấy nhá, tấn công phát máu gần chết luôn. Một quả mà cảm tưởng như là cứ hành động xong là thấy bên mình chết. Quá đáng sợ luôn. Với cả cái team sắc đẹp kiểu dạng như thế này thì vẫn phải cần đó là Shiny Mega Garde thêm sắp tới nữa. Thì team với giác đấu nó sẽ đỡ khổ hơn với cả những cái sát thương thực như thế này.
Đây, lôi đúng cái con quan trọng vào rồi, nhưng giết được nó không? Ây da, nó chỉ cần xíu nữa là chết rồi. Tại vì là ấn quá ít, mới có một cái ấn, thế nên là cũng chỉ bắn được lên từng đấy thôi. Nhưng mà cũng mất một lần kháng tử rồi thì chỉ cần ulti phát thôi là có thể chết được. Ây da, cá ulti xong chết luôn. Cá làm gì mà chết nhanh dữ vậy? Lại bắt đầu chết. Vừa rồi thì Shiny Mega Gardevoir bên kia chính thức tử trận rồi. Bên mình thì cũng chết con cá. Mega Mewtwo X thì đang bị biến thành trứng. $40 triệu này. Không bay cái gì cả, chỉ bay cái tường thôi. Quay. Chết luôn Mega TNC ở trong cái tường của mình rồi. Chứng tỏ là yếu quá rồi. Quả này Mega TNC chết thật rồi. Bởi vì là đã vào cái đấu trường Sura đỏ của nó là coi như là kết thúc. Đập chết một con chuột nào ấy nhỉ? Hình như là Sunia thì phải. Bây giờ còn lại Mew Origin thì liệu có đập được không? Magena cũng đã chính thức tử trận. Trận này mà quả này ấn thua nữa thì thôi buồn cười thật đấy. Xong, đã leo lên được. Vậy cho chung là có thêm Mega TNC nữa. Và thôi, chặng đường bây giờ cứ lên một cách từ từ vậy. Ngày hôm nay test với cả Mega Mewtwo thế là được rồi. Còn Mega TNC thì có lẽ là phải điều chỉnh lại thôi. Bởi vì là một số đồ trang sức của nó mình lấy hết đi rồi. Chắc là phải lắp lại. Nhất là mấy cái phần trang bị này nữa. Ok, vậy là với việc đó test Mega Mewtwo X như thế đối với mình là ổn ổn rồi. Đổi tên nó thêm thôi và chờ cái bảo vật vàng mới của Shiny Mega D. Thêm một con Shiny Mega D S cộng vào thứ bảy tới nữa là Mega Mewtwo X lại có thêm được đồng minh. Ulti nó cũng sẽ nhanh hơn và những cái sát thương thực hay là các kiểu gì đó nó cũng sẽ đỡ được hết. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp.